Chào anh em mình là kẹo ngon ba miền hôm nay quay trở lại giới thiệu anh em cái mẫu kẹo chín nấm ngăn mập và kẹo chín mon anh em nhé hai mẫu kẹo này cực kỳ là dễ chơi và không nguyên cảnh và mình đang bán hai mẫu này đều là bốn trăm một cân bao ship anh em nhé trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì mình xin phép anh em những em nào đang theo dõi được video của mình thì rất mong anh em cho mình xin like video và anh em đăng ký kênh bật chuông thông báo lên để mình thêm được tương tác với anh em nhé còn về chất lượng sản phẩm thì những em nào đã sử dụng qua hàng nhà mình có điểm nào chưa hài lòng thì anh em bình luận góp ý để mình có thể cải thiện phục vụ cho anh em tốt hơn còn anh em đã cảm thấy ok thì thì anh em mình đoạn ok nhá mình xin chân thành cảm ơn anh em còn về cách thức giao dịch thì anh em đặt hàng mình sẽ ship COD cho anh em anh em nhận hàng thanh toán tiền anh em đi ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá hàng không kiểm em là tin tưởng vì mình mua hàng em là không tin tưởng thì qua shop khác để tránh mất thời gian của đôi bên còn hàng nhà mình thì mình luôn cam kết với anh em là mình giới thiệu như nào sẽ gửi đến tay anh em một trăm như mình giới thiệu luôn anh em nhận hàng không được như mình giới thiệu anh em cứ gửi lại hàng cho mình nhà mình gửi lại tiền cho anh em nhá hàng nhà mình là có bao đổi trả cho anh em yên tâm đó cũng như đầu video mình đã nói thôi thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái mẫu kẹo lấm ngân mập và mẫu kẹo monster anh em nhá. Hai mẫu kẹo này thì cực kỳ là dễ chơi và không nên cành luôn. Anh em nào mà mới chơi cũng có thể chơi được hai mẫu này anh em nhá. Đó thì đầu tiên mình giới thiệu anh em cái mẫu ngăn mập mẫu ngăn mập nhà mình đầy đủ kích thước từ 4.5 đến 6.40 5 chấm thì có 550 552 54 và 556 anh em nhá anh em nào chưa lâu ngày cành mọt thì anh em tăng size giờ nên cho nó phù hợp với kích thước cành đó. hàng nhà mình thì 100 phần trăm đều là hàng nhập đồng máy chỉ mềm này nên là anh em yên tâm khi dùng hàng bên mình nhá anh em nhận hàng về cảm thấy không ưng ý thì gửi lại hàng cho mình mình hoàn tiền 100 phần trăm cho anh em luôn đó đây là 4.5 này đó, một cân 4.5 được một uh, được khoảng 1.500 viên anh em thoải mái mà chơi anh em nhé đó hàng bao đều bao đẹp luôn không ngừng giả lại anh em nhé test không chụm giả lại luôn còn đây là 5 chấm 5 đây là 5.50 anh em nhé khi anh em mua hàng 5, 50 này thì kèm theo lời nhắn là 5.5 chuẩn giúp mình để mình gửi đúng hàng cho anh em đó hàng bao đều bao đẹp luôn 100 viên như một anh em nhá hàng nhập đồng máy chìm mềm cái mẫu ngắn mập này thì bao cho anh em độ chuẩn là 130 m bao lốp xe là 90 m anh em nhá nếu mà anh em căn chỉnh tốt và cánh ngon thì độ trụng của nó sẽ xa nhiều luôn đó hàng bao đều bao đẹp anh em nhá bốn trăm một cân bao ship đèn 552 này anh em là chơi lâu ngày cành mòn thì em tăng size dần lên đó hàng bao đều bao đẹp về chung hai tầng đó, nhìn viên kẹo không một chút bao video cạnh nào anh em nhá có một chút bao góc cạnh nào luôn hàng cực kỳ là gần mà luôn Đó. còn đây là 54 này Đó, đầy đủ các kích cỡ luôn Đó, hàng bao đều bao đẹp anh em nhận hàng không giả lại anh em nhát test không trụng trả lại Đó. 556 và anh em lưu ý khi nhận hàng bên mình thì anh em mang về nhà dọn bóc hàng nhá Đấy, mất công ngụy trang Đấy, mình ngụy trang rất là an toàn rồi mà anh em bóc ở ngoài đường ấy thì shipper nó nhìn thấy nó lộ cảnh ngụy trang của mình từ đằng sau mình gửi hàng rất là khó khăn và nguy hiểm cho cả đôi bên anh em nhá Đấy, nên là anh em lưu ý giúp mình Đấy, đây là 6 chấm này 635 này hàng bao đều và đẹp không giả lại Đấy, bao đổi trả thoải mái đó chỉ mềm 100 phần trăm anh em nhé đây bóp cho anh em thử một viên. Đây nhá. Đó, bóp phát được đẹp rúm luôn anh em không loại cảnh hải khương. Hàng nhà mình 100% chìm mềm. Đấy, đây là 640. Hàng bao đều đẹp, đẹp luôn không giả lại nhá. Đó. còn đây là monster. Đấy, monster nhà mình cũng có kích thước từ 4.5 5.5, 552, 635 và 640 anh em nhé Và đặc biệt là 4.5 sử dụng cả tiệp và sáp luôn Sử dụng cả tiệp sáp thì ổn định hơn và uy được hơn mẫu rộng rất là nhiều anh em nhé đó, hàng bao đều bao đẹp luôn Đấy, Nhận hàng test không trụm giá lại Đấy, Cứ test không trụm là giá lại anh em nhé Còn đây là 5 chấm này Đấy, 5 chấm thì nhà mình có 5 chấm 50, 552 Đó nó kẹo này nó dài hơn ngắn mập một chút Độ vươn nó sẽ tốt hơn anh em nhé Và chơi nó cũng không kém cành Và mẫu này thì nó chịu gió cũng tốt hơn mẫu ngắn mập Đấy, Nhưng mà bán bằng giá luôn anh em nhé là là giữa một cân bao ship Đó Hàng bao đều bao đẹp luôn Anh em nhận hàng không ngừng giả lại luôn Đấy Tết không trụm giả lại thoải mái anh em nhé Đó Đây là 6, 4, 6 chấm này Đó, 6 chấm nha Mình có 6 và 640 Đấy Bao đều bao đẹp luôn Hàng không ngừng giả lại Bao tết thoải mái luôn Đó anh em nào mà khách mới chưa biết chất lượng bên mình thì mình có thể hỗ trợ bán nửa cân cho anh em nửa cân là hai trăm rưỡi anh em nhá đó, nửa cân thì bình thường mình không bao ship nên là mình sẽ cộng cả tiền ship vào đấy là hai trăm rưỡi đó hai trăm rưỡi cả ship rồi anh em nhá anh em nào mua mẫu nào thì cứ liên hệ với hai đầu số clip số điện thoại và zalo mình mở hai mươi bốn trên hai mươi bốn luôn xin chào anh em